Nước gì mở không? Này có thấy cá gì đâu trời. Này có được mấy con ốc. Ủa hết chưa? Này gì đây? Mở gì vậy? Có một con à. Ở dưới đây gì đây? Trời. Đây. Đu mấy con xanh này ngon nha. Ồ, nó nằm trong lưới hết hả? Ngoài thùng không có hả? Đó. Hết chưa? Gì bên đây? Cái gì vậy? Đang quăng hả? Này cái gì? Có một con à? À hai con. Đây các con. Con này gì đây? Sao có một con rồi sao đẻ? Ủa đâu rồi? Đây đây đây. Thấy cái bụng hơi bự nha, ở một mình mà bụng hơi bự kì vậy. Bên đây sống nhăn hết nha. Con này con gì đây? Đù, con này đẹp à. Thấy mẹ có một con ơi, cái hũ này bị chết hết rồi á Sàn ơi. Sao nó bị chết queo hết, còn có một con nè. Mẹ chưa? Cái này gì đây? Con à.